Mình xin chào tất cả các bạn. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã xem kênh và ủng hộ mình. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường để đi sửa máy cái 12 của ngục mình túc ếp là hồi đêm hôm đó các bạn. Nói chung thì cũng chỉnh sửa lại, đừng tối hôm nay mình chiến ở điểm cũ đêm nữa bạn ơi. Cái khu này thì ngày hôm qua mình túc các bạn, thì hồi tối nó dính đâu cũng được 4 ký mấy, gần 5 ký các bạn, mà trời không có mưa. Còn hôm nay thì quê mình vừa có cơn mưa rất là lớn nha các bạn. Hy vọng tối đêm nay mấy con ếch ở khu vực đang có nó sẽ xuống cái vuông đây nó bắt cặp nghe các bạn. Nó thông thường á thì quê mình mùa nắng rồi chuyển sang mùa mưa các bạn. Cái khu nào mà ta phê đáy ao khô hoặc là ruộng nứt nẻ đâu các bạn, mà khi có mưa hoặc có nước á thì con ếch mấy khu vực đó nó sẽ kiếm điểm để nó xuống nó bắt cặp á, nó hội các bạn, nó hội nó bắt cặp để nó đẻ ha. Thì mình đón theo mấy vị trí đó mình đánh. Thì cái điểm này hồi tối mình đánh nói chung cũng được các bạn, không trúng cũng không thắt, nó nào ngay 4 ký mấy là cũng như trúng rồi bạn. Hồi tối như cũng được 4 ký 7 4 ký 8 gì nghe các bạn. Thì giờ mình cũng ra tới điểm rồi, giờ mình đi chỉnh mấy cái 12 cái ngục lại. Mình ra tới điểm rồi để mình chở máy lại mình quay một cái để chia sẻ với các bạn. Cái điểm này là mình đánh hồi đêm hôm đấy các bạn, mà hồi hôm á thì nói chung cái điểm này nó hơi xa nhà mình chút một phần, chứ còn phần á cái khu vực này thì đó giờ mình chưa đánh lần nào á, mình mới đánh có lần này là đầu tiên các bạn. Nói chung thì mình cử này là cử thứ hai đó bạn ơi, chứ ngày qua là video đầu tiên để đánh cái khu này á, mà mình cũng không biết làm sao cho nên hồi tối mình đi thăm hơi sớm. Thì cái video trước mình đăng đó bạn, mình đi thăm vào lúc 4 giờ sáng đó, thì mình quay có gì sơ sót cũng mong các bạn thông cảm ha, tại cái bữa đó mình tranh thủ đi thăm sớm do là cái khu này mình không biết an ninh làm sao nên đi thăm sớm. Còn hôm nay thì mình đi chỉnh lại, đừng tối nay mình tiếp tục chiến nữa nha các bạn. Thì tối nay mình cũng để vị trí này, do bữa nay có cơn mưa, nước mưa nó cũng lên cao á, thì hồi nữa mình sẽ đi chỉnh hết cái dàn 12 cân ngục nha các bạn. Nói chung mình đặt rồi nè, mình đặt hồi đêm hôm thăm rồi, mình để điểm cũ không đó, mình có khả năng sẽ mình chịch qua chịch lại, chịch qua chịch lại rồi tối á tầm khoảng 7 giờ á mình sẽ đem lo mình gắn nha các bạn. Nhưng mấy chỗ mà mình cắm cây này là giác tối mình tép không nè bạn, mình gắn lo nè, thì tối mình cũng tép lại mấy điểm này, nhưng mà có khả năng mình chịch lo qua chịch lo lại. Cái khu này bữa nay nước im lắm bạn, đêm trước thì nước nó vô không có đủ, nước nó ít mà trời không có mưa thì nó chảy cũng gần 5 ký. Còn đêm nay á, mình hy vọng khu này nếu có ếch ha, tối đêm nay thì có mưa mà nước cũng nhiều nữa bạn. Bữa nay giờ này chủ vuông cho vô cũng khá nước rồi nè. Nói chung mấy bữa nào mà trời mưa thì cũng không cần nước nhiều bạn, còn mấy bữa trời nắng thì cần thiết phải nước nhiều cho con ếch nó mới chịu xuống, chứ nước ít thì nước nó nóng á, con ếch nó không chịu xuống. Còn khi mấy bữa trời mưa rồi thì vô tư, mưa rồi con ếch nó sung lắm, mưa nó đi mạnh hơn nha các bạn. Hy vọng tối đêm nay mình sẽ trúng cái khu này coi, tại khu này đó giờ thì mình chưa đánh lần nào hết, mới đánh con đêm trước đó, đêm nay là đêm thứ hai thôi đó. Rồi bây giờ thì mình cũng tranh thủ đi sửa mấy cái 12 cửa ngục lại, tối tầm cỡ 7 giờ mình gắn lo, sáng mai mình đi thăm các bạn, nếu có dính mình sẽ chia sẻ tiếp ha. Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Thì sáng hôm nay mình cũng lên đường để đi thăm mấy cái 12 cái ngục mình túc ếch hồi đêm hôm nha các bạn. Thì nó nọ ngay giờ này chủ vuông ta vừa nổ máy lên các bạn, nổ máy lên để người ta bơm, ta lấy nước về ra đừng ta xử lý lại để thả bột đó. Thì hành trang mình đây, mình cũng vừa ra tới điểm. Trước này là cái đầu tiên của mình đây, chủ vuông người ta bơm nước đó các bạn, bơm nước ra đó để xử lý, người ta thả cá lại đó, thả bột lại đó. Thì cái tiếng có hơi ồn, các bạn có nghe cũng thông cảm mình ha, quê mình thì chủ vuông tranh thủ lắm. Ở bên đó thì máy đang nổ đó, xe mình thì đậu bên cái chạy bên đó, mình đặt từ đây bọc ra tuốt ngoài đó bạn, bọc qua bên đó giáp trở vô vuông này. Thì mình đặt 8 cái khỏi 3 cái lo. Thì cái điểm này là điểm cũ nha các bạn, điểm cũ của đêm trước đó, mà ngày hôm qua có đám mưa. Thông thường có đám mưa thì ếch nó chạy sẽ mạnh nha các bạn, mà không biết khu này còn nhiều không để chạy nữa thôi. Rồi cái này cũng chạy được 2 con nè bạn ơi, con cái con đực nè. Rồi một em ếch cái, một con ếch đực. Đây là cái lo của mình. Bữa nay thì mình cuốn khu này nha bạn, khu này mình đánh đêm thứ hai à. Cái đầu đây đục nước hết nha bạn, đục nước gì là dính đó.
Thôi ơi, con ếch cái bành kia bạn ơi, nằm dưới kìa. Ôi ơi, hai con cái luôn bạn ơi, hết biết hai ếch cái bự rồi. Nhảy kìa. Ếch cái khổng lồ. Ếch cái này khổng lồ thiệt bạn ơi, gặp ếch cái. Hai con ếch, con ếch cái. Có một con nữa kìa bạn. Là cái này chạy được hai con ếch cái. Hai con ếch cái, ba con ếch đực. Đồng đây còn đồng đó, hai con nữa nha bạn. Ngon lành đó. Mới mở hàng cái đầu tiên con bỏ im nha bạn. Ếch đực cũng bự nữa nè bạn, đực cũng bành chi nữa nè. Thôi đầu này không chạy cả ký lô gắn nữa. Ủa ký cả ký lô ếch. Mình đem lên bờ cũng cho nó nhẹ chút, đừng một hơi mình quay trở lại mình cuốn mà. Thì bữa nay thì mình rút về có điểm mới mình đi đánh tiếp. Quê mình á, mỗi lần mà vuông cá người ta xử lý mấy lần người ta mới tháo bột lắm. Giờ này bơm ga nữa bạn, rồi nữa cái cho nước vô nữa đó. Hết biết ngất cái bự bạn ơi. Đập cũng bự nữa, đập cũng bạnh lu kia nữa nè. Đầu này chạy được 5 con. Cặp ít cái nè. Bàn tay. Quá phê. Rồi, bây giờ thì mình bỏ vô. Để mình bắt đầu đẳng ra nữa. Rồi đi về tới mấy cái tiếp theo. Ngon lành nha bạn. Này cũng hai con, ba con bạn ơi, đầu này ba con, nãy mình nhìn thấy hai con, còn con nấp dính kìa, ba con cũng trọng trọng không à, nhảy trung tăng đã không à, cái, như vậy nhìn mới đã các bạn. Ngày đêm trước cái khu này là mình quay cái video mình đăng hôm trước mấy hai bữa trước các bạn, bữa đó thì mình đi thăm đêm, tại mình mới qua khu này mình đặt lần đầu á, bữa đó nên mình đi thăm đêm. Thăm tranh thủ buổi sáng. Mình thấy tình hình im thì cầu bữa nay mẹ cầu mình để tới sáng luôn, mình đi thăm ban ngày. Thăm buổi sáng. Ba con nha bạn, được một con cái. Con cái cũng tầm 3 lạng các bạn ơi, 2 lạng mấy 3 lạng. Mấy ếch được cũng trọng trọng không nha bạn. Nói chung khu này đẹp ếch lắm bạn, ếch im im mà. Thì hôm trước mình cũng có đặt rồi đó. Đêm trước đó. Đấy, cũng đẹp đẹp không ạ. Rồi bây giờ mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Này quê mình ngày qua đám mưa lớn nè bạn. Nước tới trên bờ giờ này cũng còn ướt nè. Khu này mình đoán làm như mấy cửa trước cũng có ai đánh nè bạn. Chứ nếu không có là mình đặt nó chạy mạnh lắm đó, mà đêm trước thì nó nọ ngay mình đặt thì nó cũng chạy đâu được 4 cái mấy gần 5 kg nữa các bạn. Còn đêm nay thì không biết làm sao. Rồi. Ừ, cái này chạy được 1 con bạn ơi. Được con nằm thuốc góc bển kìa. Đầu này chạy 1 con đó, lại cái đầu đây thử coi. Ờ, đầu này không chạy luôn mọi người. Mình cuốn mình để lên bờ. Để cho nó gáo nước nữa mình dễ xách về. Rồi, cái này đầu này có 1 con để mình bắt ra luôn mọi người. Ngớt này ngớt đực cũng không bự không. Mình tranh thủ bắt ra luôn. Mấy đầu nào có cái bự bự đồ mình bắt bạn xem, con này ngớt đực cũng không lớn không. Đây. Chạy mấy con nhái. Con cua. Mình quê mình ở miền Tây á, giờ trên cánh đồng lúa người ta cũng xả lúa cao chân á. Lúa chỗ hết rồi, nên mình giờ mình đặt đa số vuông cá mà. Mà vuông cá mình đặt khỏe lắm các bạn. Chung vuông cá mình đi như vậy. Mình kéo kéo theo cặp mé nè.
đi thăm cũng khỏe mà mình đi cuốn rồi cũng khỏe nữa. Còn ngoài ruộng thì mình phải giác ra xa cực. Đầu này không dính nữa bạn ơi. Tại điểm này mình cũng đánh đêm đây thêm thứ hai rồi. Cái đêm đầu làm như mình bắt cái cũng bớt rồi. Nhờ đêm nay nó có mưa chứ không có mưa coi chừng là thất thủ luôn bạn. Có mưa thì tỷ lệ ếch nó có là thì chạy mạnh lắm. Hồi giờ này mà nó còn bắt cặp, nó ôm bắt cặp nữa bạn ơi. Đây để mình quay bạn xem nha. Đây nè. Giờ này ánh mặt trời lên rồi mà nó còn ôm bắt cặp nữa bạn. Đó không bạn, ôm không buông nghe bạn. Rồi cái này chạy được hai con. Hồi vậy mà đẻ trứng nè bạn thấy không? Đẻ trứng về về nè. Đúng là trời mưa, trời mưa. Ếch đồng hội bắt cặp thấy am không bạn? Đó không? Vậy mà nó không buông bạn đó. Nhảy vậy mà nó không chịu buông luôn nha các bạn. Giờ này nó còn ôm cặp nữa nè. Con cái còn đực. Cái này chạy được có hai con hả? Vậy mà nó không chịu buông nữa nè. Nó còn ôm cặp nữa nè. Ít cái bự nha các bạn. Cá bành kỳ. Đẻ trứng về về nè. Con còn một mà đẻ tốc độ cỡ đó đó mà. Con ếch cái, con kia ếch đực, con đực con cái. Con nằm dưới thông thường là ếch cái, con nằm trên là con ếch đực. Vậy mà nó còn chưa chịu buông nữa nè. Một cặp nha các bạn. Vậy mà nó đeo cứng ngắc các bạn thấy không, nó không chịu buông luôn á. Vuột bạn ơi, để mình chụp lại một cái. Đây ngon lành nha bạn, con cái con đực. Giờ này mà nó còn ôm bắt cặp đó. Bởi trời mưa mát mát các bạn, ếch nó sung lắm, nó bắt cặp mạnh lắm. Mấy ngày làm như mới vô buổi sáng hay gì nên là giờ này còn bắt cặp. Rồi để mình đi tới cái tiếp theo. Trước mình thấy nhảy tung tăng trước kìa. Nhiều không mà nhảy giận sống chứ. Cái trước này thì mình cố gắng lo. Ngồi đây bạn. Ngồi cục trò hỏ. Anh còn mấy con. Hồ gì mà có hai con mà cũng nhảy sáng nước chứ. Còn hai con các bạn, hai con cũng trọng trọng không à. Hết đực mà hết bự. Cái lo mình gắn đây. Thôi đầu này ếch cái bự nữa bạn ơi, bệnh kỳ nè. Hết biết ếch cái không à. Cái đầu này chạy có con ếch cái không à. Cái hết biết bự. Mấy ếch cái này bắt mới đã tay nè bạn. Mùa này là mùa của ếch nha các bạn. Thì cái nói chung nó nào ngay cái hướng sắp tới cũng có nhiều anh em hỏi mình sao chưa đi bẫy gắn á. Thì trời mưa xuống mình đánh ếch một tăng nữa rồi mình chuyển sang bẫy gắn nha các bạn. Tại cỡ này mình đánh ếch còn kiếm sống được bạn ơi, còn kiếm ăn được. Hết biết ếch cái bự, cái chừng 400g. Trầm giam. Vuông này ếch cái bự bự thôi. Cái là dạng là muốn hàng khủng đó các bạn. Đầu này thì chạy hai con. Giờ để mình bắt cái đầu ra luôn nha bạn, khỏi quay. Để mình thăm tới 8 cái lận. Nãy giờ nè bạn, tuy rằng chạy số lượng ếch thì nó không có nhiều nhưng mà có một cái là ếch bự nha bạn. Ếch bự nó mau vô ký lắm. Nãy giờ chạy cũng được nhiều đó. Hy vọng đây tới mấy cái cuối ăn cái chạy hai ba con mà ếch bự là ngon nha bạn. Cầm cái đã tay không bạn. Ếch cái khủng, cầm đã tay. Mấy con cũng khủng gì nữa bạn, cầm mấy sướng tay nha bạn. Ngay cái góc này mình cũng đặt một cái. Với góc bên đó mình cũng đặt một cái. Đặt mấy đầu góc. Góc này thì cạn. Thôi ơi cái này chạy nhái mà giờ này mà nhái nó bắt cặp, nó hội nó bắt cặp nữa nè. Còn ôm cặp nữa nè. Đầu này chạy được có con ếch đực.
Con thấy nó nhái mà ôm cặp về này mà còn ôm cặp nữa nè. Ôm cặp nhấp ở chân bên đó kìa. Được một con ếch một, con ếch đực. Ừ, nhá chạy nhóc hết trơn mà giờ này nó bắt cặp chổng nữa nè, chạy nhóc hết trơn. Thì mưa mát mình nó hội hồi đầu này chạy cũng nhái nhóc hết trơn, như chạy được có con ếch thôi mà nhái không à. Này con ếch đực bự nè, phải có ếch cái, ếch cái khu này ếch cái con nào ngay khủng khủng luôn, bắt đá tay luôn. Cái nó mau vô ký hơn đực. Cái này chạy nhái hết biết rồi. Khu này ít đực cũng bự nữa. Đực cũng bành kỳ nè. Con này tầm trăm mấy 200 gram. Quê mình ít con ít đậm bằng. Nó mập lắm, cái đùi nó bự bự không nè, nên nó nặng ký ha. Con này tầm 150 gram. Rồi, để mình bắt cái này ra. Bắt con này ra luôn rồi xong mình qua cái mép bên đó nha bạn. Bên góc bên đó mình cũng có một cái nữa đó. Mình còn 3 cái 12 cái ngục nữa là hết nha bạn. Nãy giờ mình thăm 5 cái rồi. Nói chung chạy cũng khá nha bạn. Khu này mà mình có đặt ngầm là có lương nè bạn. Mà lương nè. Xuống tới lỗ đó. Đang lỗ nè. Tại khu này qua mình chiến hết rồi mà mình không có chiến lương. Có dịp đi mấy lần sau á, mình có đặt, nhiều khi mình chiến lương không chừng. Cái này của mình sao nó im re, nó không dính luôn. Có lủng không biết. Chứ ngay cái góc này cũng ngon lắm nha bạn. Góc ngã ba này. Thôi nó chạy mép đây mà. Hồi ơi con ếch cái. Nó nhảy lên sình luôn. Cái này chạy ba con mà. Đây con nữa nè. Ếch đực. Con ếch cái hàng ếch đực. Rửa xương cái nhau sình không, trời mưa nhảy sình sình không, đem lên bờ cho nó gáo hơi mình dễ trở về. Cái bành kia nữa nhảy lên sình chân hết biết khu này ít cái khủng rồi bạn ơi, con nào không nói khủng thiệt, cạnh cạnh không. Đánh mấy khu gì mới phả đá mà. Thà dính ít mà dính ít bự gì đó, mình bắt cho nó đá tay. Ếch này mà nó vô bắt cặp, mình bắt một cặp là cầm bàn tay. Ếch biết con ếch nè. Ếch mà cầm muốn bàn tay cầm. Cầm. Cái nè bạn, ngày đâu rồi. Trên 400 gram nha các bạn, nửa ký thì cũng được chứ tầm 450 gram luôn. Cái đùi hết biết kìa. Nhảy sình không. Rồi, để mình bỏ vô bạn ơi, bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Đầu đẳng còn con nữa nha các bạn. Cái này chạy được 3 con, còn ít cái khủng. Mình vừa cuốn đàn cái nha các bạn, cuốn cái đem vô từ từ. Hơi mình còn mép đó nữa bạn, mép bên đây á, thì mình đặt có 3 cái nè, còn mép bên đó thì mình đặt 5 cái đó, đêm trước thì mình đặt bên đây 4, bên kia 4, mà đêm nay mình chịch qua chịch lại, tại mình thấy mình bển chạy mạnh hơn bên đây. Đây cái thì cái này mình cũng có gắn lo nữa nè, mình đi mép bên đây á, cặp với cái bờ xài nó khuất á, cho nên nó hơi tối tối. Rồi, bạn thấy nó nhảy mình lên xịn gì chưa không bạn ơi. Có con ít cái mà không phải gì mà nhảy vậy đâu bạn kìa. Ít cái khổng lồ kìa. Nói chung cái khu vực này là ít cái siêu to không đó bạn. Con cạnh cạnh không ha. Siêu to khổng lồ. Hồi bên kia được con ít đực. Trời ơi cái 12 cái ngục của mình đây nó lủng một lỗ nè bạn ơi. Nhờ hên nó lủng cái mép ngoài này nha bạn. Cái này là cũng có đi ếch này nè bạn. Nó lủng cái lỗ nè. Lỗ trọng học nè. Lủng mép dưới nè.
này về để nữa anh giá lại bằng chuột hay gì cắn không biết. Quá đã, để mình lại cái đồng đây thử coi. Khu này á chạy thưa thưa lưa thưa mà ếch con nào cũng lấy canh canh không. Hồi cái này dính con cóc. Cóc chứ không phải ếch bạn. Đầu đẳng thì được hai con cạp. Tại chạy mưa á, nó bắt cặp á, nó đi cặp cặp không. Trời mưa mình đi nó trơn trượt, trời nắng á thì nó khỏe hơn, nhưng mà trời nắng thì ếch nó dính yếu hơn trời mưa nha các bạn. Khu này là nói chung là cũng không quá nhiều đó, chứ nếu có nhiều mình bảo đảm bạn ha là nó dính còn dữ hơn nữa đó. Nãy giờ mình thấy nó dính cũng lưa thưa, dính cũng được nha các bạn, ếch bự bự không à. Đẻ trứng nè bạn, con mẹ đẻ trứng tròn 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 mà nhảy tan ra tới gì nè, đẻ trứng tròn tròn đó là trứng hết các bạn. Con cái mà đẻ gì đó. Ở đây là cái siêu to không, con nào cũng lấy nhảy đuổi đuổi. Hôm nay chúng bày hết cái siêu to rồi. Con cạnh cạnh không, ít đực thì cũng bự nhưng mà không khủng, còn ít cái con nào cũng lấy xứng đáng một con. Cái này tầm 300 gram trở lên nha bạn. Nói chung là ếch mà tầm con 300 gram hết cái, 300 gram trở lên là cũng muốn hàng siêu vip rồi đó bạn, hàng khốn rồi đó. Rồi, bây giờ để mình bỏ vô đi tới cái cuối cùng nha bạn, mình còn cái cuối cùng nữa hết đó. Còn cái trước này là cái cuối cùng nha bạn. Này gần gần chỗ cái máy nên tiếng có ồn, bạn thông cảm giùm. Hồi nó nhảy cũng lên sảnh vậy nè bạn. Nhảy giả sình lên chân con gì dữ vậy. Hờ gần con một bạn ơi, mà nhảy hết biết rồi, nó cái bành cây nữa các bạn. Hai con mà ơi, còn được con cái, còn trốn toàn đây. Đúng là khu này là ếch cái siêu to nghe các bạn, siêu to khổng lồ, chúng bày hết cái siêu to khổng lồ rồi. Hờ đầu đây không dính mà đầu đây chạy nhái không à. Cái hết biết, thùng này cái bự không, nào mấy lại nhảy đủ đủ gì đâu à. Cái thứ già không. Đi gặn cái nó chạy 2-3 con, 3-4 con, 4-5 con các bạn, nó chạy không nhiều. Ngược lại ếch con nào cũng lại xứng đáng. Trời thà chạy vậy đi cũng thấy ham nữa nha bạn, cũng mau vô ký. Nó chạy nhiều mà chạy ít nhỏ thì nó cũng nhẹ ký à, còn chạy ít mà chạy ít bự là ngon lành. Cặp ếch nữa bạn, còn ít đực thì tầm 100 mấy 200 gram, ở cái đâu chừng 400 gram, 400 gram có trên nữa, hết biết ở cái bự rồi. Ở cái này có đẻ rồi nữa bạn, bụng hơi xẹp hơi rồi nè, nhưng mà vẫn còn phì ha. Tại một mùa thì mùa mưa thì cứ là nắng 5-7 bữa mưa xuống là ếch cái nó sẽ đẻ nha các bạn. Nó có điểm nào hay là nó có cái điểm nào nước mát á, ví dụ như mà chỗ nào mà người ta phơi đáy ao hoặc là ta trên ruộng đồ đó mà khô rồi, khi mà có mưa xuống có dũng nước là đầu nó đẻ nha các bạn. Còn cái này là cái ao nuôi cá, người ta phơi đáy ao, người ta xử lý đáy ao các bạn, người ta cho nước vô nhá cái cho sạch mương đó, rồi cái đầu người ta chắc trở ra, ta bơm trở ra nên nó xuống đây nó hội nó bắt cặp. Rồi giờ để mình bỏ vô bạn ơi, mình bỏ vô xong rồi đầu mình cuốn số 12 cái ngục này mình chở về trước số nha bạn, tại vì tới 8 cái 12 cái ngục nên mình chở hai lần mới hết bạn ơi, một lần mình chở được có 6 cái nè, mặn hơi nữa mình chở 4 cái trước đi, tại trước sau cũng đi 2 quận. Rồi khi nào về tới nhà mình sẽ căn cái thành quả mình túc ếch thì đêm hôm bạn xem ha. Nói chung chúng nữa đó bạn ơi, bữa nay chúng bày hết cái, chúng bày hết cái siêu to.
mình cũng vừa về tới trại mình nha các bạn. Thì mình săn bắt đây ít nhiều gì mình cũng cần tổng kết thành quả bạn xem cái. Thì mình mới vừa trở về được đâu 4 cái nha các bạn. 4 cái, còn 4 cái nữa đang hơi qua chở quần nữa. Xe này mình chở được có 6 cái. 6 7 cái. Tại mình chở thêm cái vỏ này nữa nó cầm cần. Nói chung hồi tối thì nó trúng, nó cũng không quá trúng khung hay mà. Nói chung cũng được đó, cũng gọi là trúng đó, nhưng mà nó không được nhiều đầu con, nhưng mà được cái ếch khủng nha các bạn. Trúng được bầy ếch cái khủng á, cái siêu to, một túi nữa các bạn ơi. Nói chung cái vuông này thì đêm trước mình đánh nó cũng chạy được 4,8 kg nha các bạn. Đêm nay chạy cũng đỡ quá nè, đêm nay cũng cỡ đêm trước không chừng. Đêm nay chạy ít đầu con hơn đêm trước, nhưng mà ngược cái ếch bự không các bạn. Coi các bạn thấy để vô đây đẻ luôn nè. Được cái là ít cái, còn cành cành không, bạn thấy con nào nấy đen, một cục đen mông, ít cái, còn mấy ít đực thì màu vàng vàng. Đánh cành thì được nhiều. Quắn lại cái. Cuốn về mình kiếm điểm mới, còn không có điểm mới thì mình chuyển sang bắt con khác không chừng. Có vuông mình tiếp tục đi đánh. 4 gần 4,7 kg các bạn. Này mình tính như 4,5 kg đi nha các bạn, chứ hơn này 4,6 kg mấy. Mình chữ túi 100 g như còn 4,6 kg đi, chữ túi 100 g còn 4,5 kg. Quá im bạn. Nói chung đêm thứ hai mà được gì cũng mừng lắm. Nhờ cái đám mưa các bạn, chứ nếu không có đám mưa đó là đêm thứ hai thường thường nó không có dính nhiều nha các bạn. Nó dính sẽ ít hơn đêm đầu tiên. Đêm đầu tiên ngày hôm qua thì mình được 4,7, 4,8 vậy đó. Để quay bạn xem cái ha. Có mấy cái bận lắm bạn, cái cặn người cặn không. Mấy cái thì nằm dưới. Nói chung là bầy ếch cái này siêu to. Có mấy con cái để anh bắt mang xem, con nào nó bành bành nữa, nằm mép dưới nè. Đen mung nha các bạn. Ếch cái gì mới đã đó. Rồi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn, để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.